xưa hôm nay là chủ nhật em thắng đang đi tiệc thì chị khách này là ở bên mỹ về chị có liên hệ với em hôm qua rồi hôm nay chị mới chốt lại là chị lấy 100 cây mận xanh đường sóc trăng hcs mà cây đang có bông có trái giống như vậy và năm chục cây táo thái cũng đang có bông có trái luôn mà yêu cầu của chị là hơi khó không chú biết sao là chị muốn cái cây là phải giữ được bông được trái. Mà chị kêu cắt gọn lại, em nói không được. Cuối cùng hai bên ý kiến qua lại thì chị nói bây giờ á em làm sao mà cuốn đóng gọn lại cho chị vô cái thùng cỡ này. ha. À. Và cô chú biết hiện tại là em thắng đi đám mà là có uống bia rồi, em cũng phê phê rồi đó. Thì em nói chị, bây giờ chị muốn em làm á thì chị cọc tiền cho em đi em sẽ làm cho chị tại vì tánh em bán hàng á bà con biết thẳng thắn mà và chị này cũng mua bán em rồi thì chị biết chị cọc tiền em bắt đầu em mấy gom cây gì em tiến hành em đóng thử đề mô cho chị xem còn nếu mà em nói nói cô chú anh chị á những cái khó thế này nếu mà bà con không cọc tiền còn khuya em mới làm bữa nay chủ nhật nữa mà em đang đi nhậu nữa thì không có có em làm đâu cô chú xem nè mấy cây táo này có cây đang có té bự luôn á bự bự luôn nè cho chị coi luôn à, nhánh này quá từ trái nè giờ cuốn không biết có gãy không và chị cũng nói là em đóng giùm chị luôn tại vì em cũng nói chị ơi lên nhà vận chuyển á thì họ biết kích thước thì sao họ dễ đóng nhưng mà chị sợ biết sao lên nhà vận chuyển cái họ đóng ví dụ đây em đóng thùng lên kia họ đóng ra thành hai thùng chị sợ thêm tăng chi phí tại vì đi mỹ á tính tiền ký ra nó nhiều lắm tiền cây không nhiêu mà con như cái thùng này nè là 50 50 70 giá nó là 80 ngàn cái thùng không 80 ngàn tiền thùng chị chịu đóng đi con bắt đầu giờ bên em thắng sẽ tiến hành đóng cho chị demo thử táo vô thùng mận vô thùng coi được bao nhiêu cây rồi sau đó mới quyết định là là đóng chính thức hết số lượng cho chị và sau đó thì chắc em sẽ cho xe tải chuyển gấp cho chị tại vì có thể ngày mai hoặc là ngày mốt chị bay rồi đó cô chú thấy uh, bên em bán uh, nói chung là rất là kỹ cũng như tư vấn kỹ cho khách tất cả những cái mận này đều có ông có trái hết đợt này chị lấy là chắc hết luôn rồi không đủ số lượng cho chị nữa à, mận xanh đường xúc trăng mua bán có sao thì em tư vấn cho khách rất là kỹ cái nào được em nói được nhiều cây này em sợ biết sao mà con khi mình cuốn xuống đó, nó gãy cây táo thì có thể mình quấn nó dễ hơn còn cây mận á, thì nó nó không có được dẻo như cây táo chắc rút hết đi con quấn cho dễ ừ. và cái bầu á những bà con mà dạng kinh doanh chuyên nghiệp á, ít đi cái bầu bự như thế này đi bầu bự này thứ nhất ít thứ hai nữa nó nặng mà đi cây củ tỏi mà củ tỏi về tới mỹ thường là em biết luôn về bên đó sống cao lắm là chừng hai ba chục phần trăm mà hai ba chục phần trăm là dân buôn từ Việt Nam qua Mỹ là có lời rồi em còn thừa biết nữa qua bà bán một cây thế này là chừng vài trăm đô là bình thường ha nhưng mà bà con biết á, cái bầu nhỏ làm sao mà nuôi được cây vậy làm sao mà nuôi được cái trái cái bông nó chiều cao đó nó có những cái khó vậy ha bây à giờ bên em tiến hành đóng cây cho chị thôi em cũng quay quay clip ngắn gửi cho chị chị biết còn giờ thì chắc kết thúc clip ở đây cô chú mua cây giống hiện tại ở cây giống tâm phúc tụi em đang bán cây trái là trên 200 giống bà con có yêu cầu bất kỳ giống gì em đều có nhưng cô chú có thiện chí là em cũng có thiện chí còn không có thiện chí thì em nói thật là em không tìm cây nha em không giải quyết vấn đề cho bà con dạ cảm ơn cô chú anh chị